Xin chào các bạn đến với kênh Mày Đi Bụi. Thì hôm nay mình đang ở công viên Hai Phạt. Thời điểm này nó có một cái sự kiện rất là nổi bật. Có rất nhiều cái hoa anh đào khác nhau. Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì nó sẽ có lễ hội hoa anh đào. Bên tay trái của mình chính là cây hoa anh đào màu hồng, bên tay phải là cây hoa anh đào màu trắng, có ít nhất là hai loại ở đây. Sau khi mà các bạn đi từ Hai Phạt Station vào đến cái hồ thì đây chính là điểm cuối cùng mà các bạn có thể ngắm được hoa anh đào. Nó tùy theo cái thời tiết mà nó nở sớm hay là chậm. Các bạn lên trang web của Hai Phạt để xem là khi nào mà nó thích hợp nhất để đi ngắm hoa. Nếu mà các bạn đang đi học thì tốt nhất là đi trong tuần. Còn cuối tuần thì phải đi sớm, tại vì nếu không đi sớm thì nó sẽ bị kẹt xe và người rất là đông. Fun fact: năm 1959 thì đại sứ quán của Nhật Bản đã tặng cho Toronto 2.000 cây để mà họ trồng khắp thành phố Toronto. Và sau đó năm 1984 thì cái hàng cây Hisago chúng ta được Nhật Bản tặng một lần nữa để mà trồng xung quanh cái hồ cho người dân của Toronto như là một cái biểu tượng niềm vui nho nhỏ của cuộc sống. Đây là một cái điểm nhấn khác của Hai Phạt. Thì đây là cái biểu tượng cổ có từ 3.000 năm trước, được gọi là Labyrinth, có nguồn gốc từ nhiều nước khác nhau như là Pháp, Thụy Điển, Peru và những nước khác. Thì đây là một cái giống như là mê cung, nhưng mà nó không phải là mê cung, bởi vì nó không có đường cục và nó được cho là một cái biểu tượng của cuộc sống, luôn luôn có một con đường. Ở Hai Phạt thì ngoài cái chỗ mà trung tâm đông người ra thì nó còn có những cái lối bí mật khác. Thực ra nó không bí mật lắm, nhưng mà nếu mà các bạn chỉ có đi vòng vòng bên ngoài thì các bạn sẽ thấy được những góc đẹp như thế này, rất là yên tĩnh, thơ mộng, để thích hợp để đi dạo. Và đặc biệt là vào mùa thu thì lá nó sẽ là nó màu vàng, nó đỏ chỗ này, các bạn đi chụp rất là tốt.